Dạ, Nông Cơ Hy Hòa xin kính chào toàn thể các em quý vị các bác nhé. Địa chỉ cửa hàng tại thôn 8 xã Đắk Bút So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, số điện thoại 0354392929. Vâng, và số đó thì cũng là số của Zalo của em luôn các bác nhé. Các bác nào xem video mà ưng ý con nào em quay trên này hoặc là cần những dòng máy hệ thì có thể nhấc máy lên và liên hệ trực tiếp qua số điện thoại đấy, hoặc là có thể kết bạn qua Zalo cho em để em tư vấn nhiệt tình cũng như là tham khảo về mẫu mã máy cưa, máy cắt cỏ các bác nhá. Rồi, và bây giờ quay trở lại chủ đề chính của ngày hôm nay, thì em lên cho các bác một lô máy cưa xích hút mặt nạ 36 các bác nhá. Đó, hãng hút mặt nạ thì nó quá là nổi tiếng về dòng hệ máy cưa, máy cắt cỏ đúng không ạ? Các bác nào xài chuyên nghiệp thì không còn xa lạ gì với hãng này nữa rồi. Hãng ông vua bà chúa về ngành nông ngư cơ. Đó, hôm nay thì em lên một lô quá đẹp luôn các bác. Đó, cho các bác xem quả. Một lô máy cắt cỏ, máy cưa xích hút mana 36, công suất của nó là 36cc các bác nhá. Ba cây đều là 36 thôi. Đó. Và đặt hàng của bên em thì sẽ được tặng kèm cho các bác những sản phẩm sau đây là một típ mở buji này, một chiếc tô vít chỉnh này và một chiếc rũa để rũa làm xích các bác nhá. Đấy. Và em hàng của bên em sẽ báo giá cho các bác hoàn toàn miễn phí ship. Giá đã bao gồm phí ship và được tặng kèm bộ phụ kiện như thế. Hàng tới các bác cứ kiểm tra hàng, đúng máy ở trên video thì các bác nhận hàng thanh toán các bác nhá. Đó. Và hình thức đặt hàng của bên em thì các bác nào ưng ý hoặc là chốt con nào ở trên video thì đặt cọc giúp cho em trước là 100.000 các bác nhá. Đó, chỉ 100.000 thôi. Hàng tới các bác cứ check hàng và kiểm tra hàng thoải mái, nếu mà ưng ý máy thì em sẽ trừ tiền cọc đó vô máy cho các bác. Còn các bác nào không ưng ý thì coi như là giúp em chịu tiền ship đi ship về của máy thôi các bác nhá. Đó. Còn máy móc thì các bác nhận hàng thì thanh toán không sao cả. Đúng hàng, đúng máy trên video, các bác chốt con nào thì em sẽ gửi đúng con đó cho các bác. Không bao giờ có cái chuyện mà các bác chốt con này mà em sẽ gửi con khác. Đó. Bên em thì làm ăn lấy uy tín là chủ yếu. Vâng, và bây giờ thì em có 3 cây hút mana ở đây. Thì con này là hoa hậu của ngày hôm nay này các bác. Một con hút mana 36 làm xích thì còn đẹp nguyên các bác nhá. Đó. Mắt xích này các bác nhìn cây lam ạ, chưa có một vết xước luôn. Đó. Máy thì quá đẹp, tem mác thì chuẩn chỉ các bác nhá. Con này thì cực kỳ đẹp, siêu phẩm của ngày hôm nay đấy các bác. Đó, các bác nhìn qua. Nòng bạc bao rin nguyên bản. Máy móc rin 100%. Chưa hề bung biếc máy móc gì cả các bác nhá. Đó, các bác nhìn qua bô ạ, bô của nó cũng đều zin cả nhá. Và các bác hoàn toàn yên tâm về con này. Con này không hề có hàng giả hàng nhái các bác nhá. Tại vì đời này nó cũng là đời nó không còn cao rồi. Đời này hình 2000 lẻ mấy nên là bây giờ hiện tại thì không còn sản xuất máy mới nữa. Chỉ có máy bãi như thế này thôi. Nhưng mà máy móc thì các bác yên tâm cực kỳ là hoàn chỉnh luôn các bác nhá. Nòng bạc còn khỏe nguyên, không hề có pha tạp bất kỳ gì cả. Rin 100% luôn các bác, nên các bác hoàn toàn yên tâm nhá. Nhiều các bác hay hỏi em là máy móc có zin hay không, rồi linh kiện có lai hay không. Thì hiện tại trên thị trường bây giờ là con này thì không có linh kiện mới đâu các bác. Đó, chỉ có linh kiện cũ thôi. Các bác nào đến nữa có hỏng hóc thì cũng sẽ được thay thế bằng linh kiện zin của nó luôn các bác nhá. Nên là các bác hoàn toàn yên tâm. Con này thì đồ đạc thì cũng không thiếu đâu các bác. Đồ đạc thì cũng có nhiều các bác nhá. Đó, nên là các bác hoàn toàn yên tâm về linh kiện cũng như là sửa chữa về con này. Đó, mà con này thì công suất của nó thì hiện tại thì ba con này là 36cc các bác nhá. Phù hợp về cho các bác cắt gia đình cũng như là xài khai thác hàng nhẹ thôi. Chứ con này khai thác nặng thì cũng hơi yếu đấy các bác. Kéo thì tầm khoảng 5 năm đổ về thôi các bác. Công suất của nó có 36cc mà. Đó. Hãng hút mana. Và hiện tại thì em sẽ báo giá luôn con này. Hút mana 36 này thì em bán giá là siêu phẩm của ngày hôm nay các bác nhá. Thì em bán giá là 2.800.000. Đó, 2.800.000, giá đã bao gồm phí ship và được tặng kèm phụ kiện các bác nhá. Giá một con quá đẹp. Hoa hậu của ngày hôm nay đấy ạ. 2.800.000 các bác nhá. Đó. Và một con hút mana bên cạnh đây, 36. Máy móc tình trạng thì cũng quá đẹp luôn các bác nhá. Đó, con này thì cũng cực kỳ đẹp luôn này. Và mỗi phần
phần lam của nó thì hơi bị xước sơn thôi, nhưng mà lam của nó thì còn đảm bảo nguyên các bác nhá, không hề có tí gì gọi là hỏng hóc gì về cây lam đâu đó. Và hiện tại thì con này thì em sẽ để giá rẻ luôn nha. Con này thì máy móc thì cũng đẹp ấy, đẹp cũng phải ngang ngửa con kia đấy ạ. Con đầu tem mát thì còn chuẩn nguyên này. Con này thì em để giá là 2.600.000 các bác nhá, 2.600.000 đó, rẻ hơn 200.000 con này đó. Và con cuối cùng cũng là một con hút mana 36, nhưng mà con này thì nó bị cháy mất cái tí vỏ ở đây, còn lại máy móc thì vẫn là còn chuẩn chỉ luôn các bác nhá, hàng vẫn đẹp ok la luôn này đó, máy móc đẹp kinh khủng. Con này thì chỉ bị cháy mất cái phần phần nắp này thôi, nhưng mà nó không ảnh hưởng gì đến sử dụng máy móc nhá, hoàn toàn nổ ngon lành luôn các bác đó. Con này thì em để giá rẻ luôn các bác nhá. Đó, hôm nay em sell giá rẻ luôn cho các bác chốt nhanh. Ý đã lâu cũng đã xem video cũng như là quan tâm về mặt hàng của em đã lâu thì em sẽ để giá cực kỳ rẻ nhá. Con này em sẽ để giá là 2.400.000. Đó, 2.400.000 giá đã bao gồm phí ship và được tặng kèm phụ kiện. Đấy. Lô hiện tại lô của nó là 3 con như thế này thì giá con này đẹp nhất là 2.800.000 các bác nhá. Con thứ hai 2.600.000 và con thứ ba là 2.400.000. Đó, các bác nào ưng ý con nào thì có thể nhấc máy lên và liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0354392929. Đấy, còn máy thì các bác nào muốn tham khảo thêm hoặc là muốn tìm hiểu thêm thì có thể nhấc máy lên và liên hệ trực tiếp qua em để em tư vấn thêm các bác nhá. Rồi, và bây giờ thì em sẽ qua phần test nổ cũng như là cho các bác nghe tiếng động cơ của ba em nó sẽ như thế nào các bác nhá. Dạ rồi, và bây giờ thì em sẽ test nổ con đầu tiên các bác nhá. Một con hút mana 36 giá 2.800.000. Đó, em sẽ cho các bác nghe qua tiếng động cơ của em nó. Đó, máy móc nổ thì còn cực kỳ êm luôn các bác nhá. Máy móc thì em đã kiểm tra linh kiện ngon lành rồi các bác. Dạ rồi, em sẽ qua con thứ hai, hút mana 36 giá 2.600.000 các bác nhá. Đó, các bác xem qua cây máy ạ. Một cái máy quá là đẹp các bác nhé, bao rim nguyên bản 100%, chưa hề bung biếc máy móc gì cả. Đó, rồi em test nổ con bác con này cho các bác nghe qua luôn nhé. Móc con này nổ cũng cực kỳ khỏe luôn các bác nhá. Đó, hút mana 36 nòng hơi còn cứng cáp nguyên. Đó. Hơi thì cực kỳ cứng luôn các bác nhá. Dạ, và con cuối cùng trong series ngày hôm nay là một con hút mana 36 này. Con này nó bị cháy mất phần ở vỏ này thôi các bác nhá. Còn máy thì cực kỳ còn rin nguyên bản luôn các bác. Máy móc thì em thấy nó trông vẫn còn sáng sủa đẹp đẽ các bác nhá. Nên là có các bác nào mà kinh phí thấp thì có thể lựa chọn một em này các bác nhé. Giá quá rẻ luôn, 2.400.000. Nòng hơi thì vẫn còn bao rin cứng cáp nguyên các bác nhé. Cho em cho các bác nghe qua tiếng động cơ của em nó. Phân khúc 3 con thì em thấy con này cực kỳ nổ khỏe luôn các bác nhá. Tiếng bô của nó thì rất là thoáng, không hề bị bí bách. Đó, nổ thì cực kỳ bon luôn các bác.
Đây là các bác không phải sợ về máy móc hàng rẻ mà lại là kém chất lượng các bác nhá. Tại vì con này thì em để xả luôn các bác, xả luôn trong tầm phân khúc 3 con, giá cực kỳ rẻ cho các bác nào đam mê dòng hàng hệ, cũng như là muốn lựa chọn cho mình những dòng máy hút mana xịn nhưng mà lại kinh phí lại thấp, thì có thể lựa chọn một em này nhá, có thể rẻ hơn được mấy trăm ngàn. Đó. Rồi các bác nào ưng ý hoặc là chốt con nào thì có thể nhấc máy lên và liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0354392929, hoặc là có thể kết bạn qua Zalo cho em để chốt đơn cũng như là để đặt hàng các bác nhá. Rồi em chào các bác.